Xin được kính chào cả nhà Có rất nhiều khán giả trên kênh đặt câu hỏi là Muốn em lựa chọn ra dòng TV nào mà rẻ nhất Xong lại bền nhất Rồi thì lại có cấu hình ổn nhất Thì thật ra là để kết hợp được cả ba yếu tố này vào nhau Thì nó rất là khó Và gần như là không thể à, Chúng ta chỉ có thể lựa chọn được một cách là Nó mang tính chất là tương đối Giống như là trong các model rẻ nhất thì nhặt ra đâu là model có cái cấu hình nó nhỉnh hơn một chút và có cái cảm quan về độ bền trong quá trình khách hàng họ sử dụng thì cái tỷ lệ quay lại bảo hành nó ít hơn thì có thể làm được thì trong video ngày hôm nay thì em cũng đưa ra một vài model để mọi người thử xem qua những gì view những đánh giá trên mạng hoặc là một số những cái kết luận mà những người họ đã sử dụng rồi xem rằng là chất lượng nó có đúng như là em đang gợi ý hay không thì ví dụ như đối với LG mọi người nên quan tâm một số những dòng ví dụ như là À, dòng Nano 75 hoặc Nano 77 2021. Đây là dòng tất nhiên giá thì không phải là rẻ nhất trong cái dòng sản phẩm TV của LG, nhưng nó có cái chất lượng là tương đối và so với đối thủ tức là so với Sony so với lại bên Samsung ấy thì giá của nó rất là cạnh tranh nếu như mà cùng phân khúc và chất lượng hình ảnh thì tất nhiên rằng là đối với Nano Cell thì nó cũng có một uh, Chỗ đứng nhất định rồi và hình ảnh thì nó cũng có cái độ trong cũng như là nếu như chúng ta biết cài đặt ấy, thì xem nó cũng khá là ổn à, và đặc biệt là giá, giá thì rất là cạnh tranh. Ví dụ như 55 inch mà của à, Nano 77 à, thì nó chỉ có là 16 triệu 800 thôi. Thế còn à, rẻ hơn thì tất nhiên còn rất nhiều, ví dụ như là những dòng UP7550, 55 inch nó chỉ rơi vào 14 triệu thôi, đó, giá rất là tốt đúng không ạ, so với lại các thương hiệu lớn thì giá nó cũng rất là tốt, rồi à, UP7720 thì nó sẽ rơi vào khoảng là 14 triệu 6. À, mức giá đó thì cũng mua được nhưng mà em vẫn khuyên khách hàng cố mua lên một chút được cái dòng Nano 77 thì hình ảnh nó sẽ có một chút khác biệt hơn về giải màu sắc về cái độ trong cũng như là một số những cái liên quan đến chuyển động thì mình cảm thấy nó vẫn ổn hơn à, thế còn đối với Sony thì sẽ có một số dòng ví dụ như là WF 660 hoặc là dòng uh, X75 à, trong đó ngày hôm nay thì em sẽ nhấn mạnh vào dòng WF 660 với một số lý do như sau. Đây sẽ là model mà nồi đồng cối đá và cực kỳ bền của Sony nếu như chúng ta biết sử dụng. Đấy là một. Cái thứ hai, đây là model có mức giá đang là rẻ nhất của Sony hiện tại. Và cái thứ ba nữa là bằng thực tế trải nghiệm và đã sử dụng à, gia đình em những người thân ấy là họ đã lấy model này và chính em cũng đã giới thiệu thì Họ lấy model này sử dụng từ 2019 đến tận bây giờ Và rất may mắn là chưa một nhà nào học Các cậu các chú của em thì đang dùng model này và Với những cài đặt của em và với những hướng dẫn Tại vì model W660 là cho ra mắt từ năm 2019 Và đến 2021 thì vẫn sản xuất lại nhưng mà sẽ là made in Việt Nam Đây là yếu tố đầu tiên mà em muốn chia sẻ với mọi người Nhưng cái vấn đề made in Việt Nam thì nó không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng Tại vì mọi người để ý rằng là đối với Sony thì có một model lỗi nhiều nhất Và là kỷ lục của Sony thì đó là dòng W800C Mà W800C thì lại là made in Malaysia Không phải là made in Việt Nam mọi người nhé Đến tận 2019, à, 2020 vừa rồi thì À, mới bắt đầu mới có một vài model bên Việt Nam thôi và đối với cái kép 660 thì là bắt đầu từ 2019 đến tận bây giờ là dùng vẫn rất là ổn không có vấn đề gì cả ví dụ như là lâu lắm thì em mới reset lại để cho TV nó chạy mượt hơn thôi chứ còn à, các cậu hoặc các chú như em dùng thì cảm thấy là chưa bị ảnh hưởng hay tác động từ phần mềm hay đến phần cứng gì cả mặc dù là điều kiện bảo quản của Mấy ông cậu này là mọi người có thể nhìn thấy là nó rất là kém luôn, rất là bụi bặm rồi thì gần như là cái khâu vệ sinh thì rất là đuối Nhưng mà lại không bị chấm, không bị kẻ màn, cũng không bị chập ở đâu cả, xe vẫn rất là ổn Còn đối với mô đen này thì nó sẽ có một vài những điểm chú ý như sau Thứ nhất là mô đen này thì là mô đen nồi đồng cối đá là cái đầu tiên đã Tại vì đây là model tích hợp đầy đủ cả bộ tứ bảo vệ của Sony. Sau khi một quá trình mà Sony lỗi rất là nhiều thì đến model này thì Sony họ làm gần như là tích hợp quay trở lại bộ tứ này thì tất cả cái phần thiết kế mọi người để ý là những model nào mà có bộ tứ bảo vệ thì họ thiết kế kín hoàn toàn luôn. Và nó sẽ chống bụi, chống ẩm, chống xét và chống xúc điện rồi. Và chúng ta chỉ cần cài đặt hình ảnh nó phù hợp một chút thôi và tất nhiên là trong quá trình vệ sinh thì không để nước vào màn thậm chí là nếu như mọi người để ý rằng là ví dụ như mấy ông cậu em này là băng dính còn để nguyên luôn không thèm bóc luôn và cái không bóc này thì về thẩm mỹ nó hơi xấu nhưng mà về cái tuổi thọ thì cực kỳ là ok vì trước sau xung quanh đều kín cả rồi điện dùng ổn định nữa thì cái tỷ lệ mà nó bị nhạy cảm nó bị tác động hỏng màn hoặc là hỏng mạch bên trong là nó sẽ hạn chế hơn rất là nhiều đó thì cái vấn đề là về độ bền là model này đảm bảo rồi nhá. Cái thứ hai nữa là liên quan đến cái cấu hình và cái chất lượng bên trong. Thì về cấu hình thì cũng nói thật mọi người đây là model là full HD thôi, không phải là 4K. Nhưng với cái kích thước chủ yếu của model này là chỉ có 43 và 50 inch thì kích thước này thì cũng không hoàn toàn là à có cái sự khác biệt là nhiều lắm giữa Full HD và 4K. À, nếu như mà muốn xem 4K thì chúng ta phải là xem những kích thước lớn hơn một chút thì chúng ta sẽ thấy cái sự khác biệt rõ rệt. Thế còn ở kích thước này thì nó cũng bình thường thôi. Nên là cái việc lựa chọn những màn hình như là 43 inch hoặc 50 inch mà chúng ta chọn với kép 660 thì cũng cái vấn đề độ phân giải nó không phải là cái bài toán hàng đầu. Và cái thứ hai nữa là trong cấu hình model này thì có cả những bộ xử lý hình ảnh thông thường lên những hình ảnh Full HD cũng có những cái hỗ trợ về chuyển động về tần số quét ảo rồi cái cũng chạy cái xr200 tức là cũng hỗ trợ để cho hình ảnh chuyển động mượt mà hơn và chip xử lý của Sony thì tất nhiên mọi người vẫn cảm nhận được cái sự sắc nét của nó thì vẫn là ok và có hai kích thước đó là 43 và 50 inch thì một cái là sử dụng cái màn hình IPS đó là 43 inch, thì còn màn hình 50 inch thì sẽ sử dụng là màn hình VA. À, cả hai màn hình này thì nó có những ưu nhược điểm nào thì em đã phân tích rồi. nhưng cơ bản là với cái cấu hình như này thì tóm lại là cũng tạm được. thế còn cái giá mới là điều quan trọng nữa đúng không ạ? thì cái giá thì hiện tại bây giờ là 43 VKE660 nó chỉ rơi vào có tầm có hơn 10 triệu thôi, một chút thôi đúng không ạ? và cái 50 VKE660 thì bây giờ là nó rơi vào khoảng 13 triệu 6 thì phải tầm tầm đó thì cũng không phải là mức quá cao đó thì đây là model mà gọi là cảm nhận được cả về đủ các yếu tố mà mọi người cần tức là phải là nằm trong cái top rẻ này xong lại nằm là phải tương đối bền này và chất lượng tương đối ổn này đó chất lượng tương đối ổn thì cái này cũng là tương đối ổn hạn chế của model này thì bao gồm có một số thứ như sau thứ nhất là về các kết nối thì nó không thể nào mà đầy đủ hết được mọi người nhé À, nó sẽ không thể nào mà dễ dàng kết nối được với iPhone như là các model mà sau này đâu hoặc là các model đời cao hơn và cái thứ hai nữa là cái việc ứng dụng thì cũng không có tải thêm được cái gì cả nó là một hệ điều hành kín nó chạy là cũng là Linux thôi à, thì cũng không tải thêm được cái gì thì chúng ta cũng chỉ dùng là YouTube hoặc là xem một số những cái ứng dụng có sẵn thôi. À, thì model này gần như là sẽ phù hợp nhất cho những người mà chúng ta không yêu cầu cao về công nghệ Chúng ta không có chơi game, chúng ta cũng không có yêu cầu gì về à, những cái ứng dụng phần mềm Như là TikTok hay là những cái gì đó gây gớm cả đó Thì dùng được và chúng ta muốn là tối ưu được chi phí để mua này Và thứ hai nữa là à, có cái độ bền mà chúng ta cảm thấy nó ổn Thì đó là model phù hợp Thế Còn nếu mọi người muốn tải được thêm, nhìn được hơn ấy thì một model này cũng khá là bền mọi người nhé đó là model X75 cũng phân khúc 43 và 50 inch thì uh, X75 thì em cũng đã giới thiệu rồi đúng không ạ bây giờ ví dụ như là 43 inch mà lô mới uh, X75 thì nó rơi khoảng 12.6 này còn uh, 50 inch thì nó rơi khoảng 15 triệu tất nhiên là model này thì sẽ là 4K rồi này cũng là Android TV có thể tải thêm các ứng dụng mà chúng ta muốn và uh, tất nhiên là một số những cái kết nối với các phụ kiện ví dụ như là bluetooth hoặc là uh, với một số những cái thiết bị điện thoại thì em cũng đã có những phần hướng dẫn rồi. Mặc dù là nó không có sẵn play 2 nhưng mà chúng ta vẫn có thể tải thêm được một cái ứng dụng thứ ba để mà hỗ trợ kết nối giữa iPhone với chiếc TV này thì đó là một mô đen gợi ý nữa. Còn đối với Samsung thì thật ra là nếu như mà để mà Samsung ấy, thì họ chỉ gần như là em cảm nhận ở những phân khúc rẻ thì họ chỉ đảm bảo thêm một yếu tố nữa đó chính là về cái cảm quan về độ bền thì có thể ổn. Tại vì với thiết kế bộ ba bảo vệ của Samsung thì cũng tương đối. Ví dụ như là dòng u tám nghìn nhưng mà về cái chất lượng hình ảnh ấy và cân với lại mức giá thì thật sự là có thể em vẫn hơi thiên sang bên LG một chút. Nghĩa rằng là nếu cùng cái giá Ví dụ giả sử là cùng là mua là là 15 triệu nhá Cho một model à, 50 inch chẳng hạn Thì rõ ràng là cái cảm giác mà mình lựa chọn cái nano ở bên LG ấy, Thì nó sẽ ổn hơn Thế còn nếu như mà chúng ta chọn cái dòng QLED Thì nó lại giá nó lại hơi cao hơn một chút đó thì còn tất nhiên rằng là đối với Samsung thì mọi người có thể tham khảo một số những dòng như là Q60, Q70, Q80 Nhưng mà những cái dòng đó thì tất nhiên giá của nó thì trong cái phân khúc đó thì nó vẫn nhỉnh hơn dòng Nano Vẫn nhỉnh hơn dòng của bên LG Vì vậy là nếu mà để mà rẻ nhất mà chất lượng tương đối ổn Đó thì em khuyên mọi người nên chọn dòng Nano Trong đó có Nano 75 và Nano 77 là tương đối ổn Một cái là viền bạc, một cái là viền đen Nano 75 thì thường bán nhiều ở điện máy xanh Còn Nano 77 thì sẽ bán đại trà ở tất cả các điện máy đó à, Thì đấy là một số những model mà mọi người thử tham khảo qua Đặc biệt là cái dòng VK660 mà em vừa review cho mọi người đó Thì à, với kinh nghiệm là ba à, hơn 3 năm sử dụng rồi đúng không ạ? Hơn 3 năm sử dụng ở nhà các cậu chú rồi em thấy rằng là họ dùng vẫn rất là ổn Chưa bị cái nào luôn, có khoảng 4-5 cái là tất cả mọi người cái thời đó thì chỉ mua được model đó thôi cái năm 2019 ấy thì nó cũng không phải là quá nhiều Tất nhiên là phân khúc rẻ thì nó chỉ có mỗi mô đen đó là đáng mua nhất Thì em cũng đã uh, hướng dẫn các cậu lấy cái đó Thì thấy hiện tại bây giờ thì dùng cũng ổn uh, Thì đấy là chia sẻ thêm của em về dòng tivi nào mà rẻ nhất Và cảm giác như là nên mua uh, Và còn uh, những cái mô đen mà cao cấp hơn Hoặc là những mô đen mà đắt tiền hơn thì em không nói rồi Cái đó thì tất nhiên là em đã phân tích Và có rất nhiều review ở trên kênh rồi Rất cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ và theo dõi kênh Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo